mới đi chợ về nuôi giò heo. Giò heo mình sẽ hầm đu đủ, bây giờ sẽ đi hái đu đủ, ướp vào đây muối đường bột ngọt hành tím nè, bây giờ trộn lên, sẽ đi hái đu đủ vô để mà hầm mấy phần giò heo này cho nó mềm nha. Giờ mình để đây. Nhà mình quá chừng xa trái luôn nè. Bây giờ sẽ hái một trái vô đặng mà hầm với giò heo nha. Để đi nhúm lửa. Hôm nay làm cái món này để ăn cơm chiều, buổi sáng đã làm cái món khác rồi. Giờ chiều ăn món khác. Tới quá lấy cái lọc mới được. Đâu trái đu đủ nè cả nhà, ngon lắm. Xuống dưới trời nó cho nó tốt, nhưng mà ở đây tại vì trước mình đi công chuyện là không có ai coi chừng giùm á, để dưới trời ở dưới không có ai coi. Sôi lên rồi hả, thả thịt vô cho nước nó trong. Mình nhúm lửa từ nãy giờ nó mới cháy nè, giờ chịu cháy rồi là cháy dữ lắm luôn á, lò này nó nóng lên là nó cháy dữ lắm.
Mình sẽ cho cái giò heo vô để mình hành đu đủ. Mình phải hành cho nó thật là mềm, hành cho nó thiệt là mềm rồi mới để đu đủ vô sau nha. Bây giờ giò heo đã mềm rồi, mình sẽ cho đu đủ vô nha. Đu đủ vô thì để lửa riu riu được rồi, giò heo mềm hết rồi. Mình nhịn xuống, mình cho đu đủ nó mềm ăn mới ngon. Đu đủ này là nó còn xanh nè. Mình hái nhầm trái đu đủ, mình không bỏ dịch gì trơn á cả nhà, nguyên một cây luôn mà hái nhầm trái này nó không bỏ dịch, nó không bỏ dịch ăn nó không có ngọt đường, tại vì ngọt ăn mới được, nên là mình đu đủ xanh nấu cũng rất là ngon. Hấp dẫn quá. Giờ chụm lửa lại cho đu đủ nó mềm, cái là bỏ hành vô nhấc xuống. Làm gì la lớn dữ vậy hả? Heo hầm đã xong rồi nè, bây giờ mình sẽ cho ra tô đu đủ, nó cũng vừa chín tới rồi đó, rất là hấp dẫn. Đu đủ này còn xanh cho nên là thịt hầm nó không có ngọt đường, nó rất là ngon. Mình sẽ cho ra tô và mình để hành lá lên sau, tại để trước nó không có xanh nữa, nó không ngon nữa nha. Bây giờ mình lấy cái tô ra, rất là mềm luôn á, mình ghim cái đũa là nó lủng luôn á, mềm cái gì nó dễ ăn rồi, thấy không, mềm xèo luôn rồi, mềm xèo luôn rồi cả nhà ơi, ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho ra tô, cho hành lên. Trời chuyển mưa, sắp mưa rồi. Dạo này chỗ mình ngày nào cũng mưa hết trơn á. Rất là ngon, mềm xèo luôn á cả nhà ơi. Cái tô nhỏ quá, không có để được nhiều nữa. Đu đủ này mềm rồi, mình đem vô nhà, mình cái bưng nồi canh vô nhà luôn được rồi. Giò heo hầm đu đủ. Cái hấp dẫn, mình cho hành lá lên. Rồi, còn lại thì mình sẽ cho vô trong cái nồi nha. Còn trong đây nhóc trơn luôn nè, mò tới một ký mấy giờ heo lận là...